Các bạn thân mến, chào mừng các em đã quay trở lại trong phần phát trực tiếp của chị Hiên ở buổi chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, là ngày quốc tế giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đúng không nào? Nói chung là ngày hôm nay là ngày mà chúng mình dành thời gian để nghỉ ngơi, bởi vì cũng khá là lâu rồi. Cũng thật ra thì cũng không lâu đâu, hôm vừa rồi dỗ tổ Hùng Vương là các bạn cũng đã được nghỉ rồi đúng không? Thế nên là ngày hôm nay thì chúng mình sẽ quay trở lại với nhau ở trong phần phát trực tiếp trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với chị. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, cực kỳ phù hợp để chúng mình lượn lờ phố xá này, hay là chúng mình gọi là gì nhở, tự dành thời gian cho bản thân này. Nhưng mà các em ơi, hãy lưu ý nhá, là ở thời điểm hiện tại thì dịch Covid đang có những cái biến động rất là phức tạp đấy. Thế nên tốt nhất là bản thân chị vẫn nghĩ là các em nên ở nhà và dành thời gian cho bản thân mình để mình nghỉ ngơi, được không ạ? Cũng là góp một phần nhỏ của mình vào việc chống dịch thôi nhá. Tốt nhất là nên như vậy, được không nào? Rồi, các bạn ơi, quay trở lại cùng với chúng mình ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay sẽ là một bài văn tham khảo dành cho các bạn trong một buổi chiều tối như thế này, để chúng mình có thêm nhiều cái chất dẫn lựa chọn cho phần viết của chúng ta. Xin chào các bạn đi chơi không? Đi chơi gì? Dịch đang nguy hiểm lắm đấy, thế nên tốt hơn hết là ở nhà nha, được không? Chị chào các em nào đâu, bạn nào mong ngóng được chị chào nào. Xin chào Hương, xin chào em, xin chào em nhá. Ok, xin chào các bạn. Xin chào Thùy Trâm. Ok, xin chào Thùy Trâm, xin chào Kim Thành. Đây, đã có khá là nhiều bạn lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với chị rồi đây. Đúng rồi, thật ra thì cái... ok, xin chào Hiền nhá, xin chào em. Xin chào các bạn, xin chào các bạn. Rất là chăm chỉ đúng không? Hãy rất là chăm chỉ đúng không? Đáng lẽ cái thời gian này là có thể là gì? Đáng lẽ là thời gian này là có thể đi chơi, nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là tốt hơn hết là trong cái thời điểm mà dịch đang có rất là nhiều những cái diễn biến phức tạp như thế này thì chúng mình hãy ở nhà. Trước tiên là vì sức khỏe bản thân của các em. Cái thứ hai là chúng mình sẽ góp một cái phần nhỏ vào việc công cuộc chống dịch ở đất nước ta ở thời điểm hiện tại nhá, được không ạ? Xin chào Hồng Thái, xin chào em. Thanh Khê ơi, em chủ động nhắn tin về cho các anh chị admin trong fanpage Học Văn Chị Hiên nhá. Ok không ạ? Em tên là gì hả? Hầu Tử Tử, em tên là gì? Ở nhà thôi chị à? Thế à? Đang chia sẻ một xíu về câu chuyện 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay. Thì hầu hết các bạn đều nói là năm nay thì ở nhà thôi, chính xác nên như vậy nhá. Xin chào Hân, xin chào em. Muốn được chị chào ạ. Xin chào Hưng Mốc, xin chào em. Ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì có lẽ là chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Ở nhà đọc văn chị Yên à? Cảm ơn Vĩnh Hoài rất là nhiều nha. Đồng ý, đồng ý, chị chào em đi. Hello Hồng Nhung, xin chào em, xin chào các bạn. Đấy, ngày hôm nay cảm giác là thời gian trôi chậm lại. Thời gian trôi chậm lại. Thế nên là ở thời điểm hiện tại là còn có thời gian để chào các bạn đấy. Chứ còn chị nói thật là đến lúc mà sắp thi rồi ấy, là một phát là vào bài luôn. Không có thể nào chào ai được nữa. Thật sự là như vậy nhá, thật sự là như thế. Ôi, đúng rồi, thi xong điểm cao chơi cho đã, chuẩn luôn đấy, chính xác. Các bạn ơi, ngày hôm nay em tên Nhung à? Ok, chị chào Nhung nhá. Hello em, fan cứng của Học Văn Chị Hiên đây. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì các bạn muốn chị chia sẻ cùng với các em về tác phẩm gì? Em đang nấu cơm mà. Các bạn đừng quên rằng là 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, đây chính là thời điểm mà Học Văn Chị Hiên gửi lời tri ân lớn nhất đến các bạn. Và trong cái lời tri ân này ấy, thì nếu như các em đặt những sản phẩm bao gồm cả khóa học và sách của Học Văn Chị Hiên ở trong 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì các bạn đều sẽ được free ship, hay nói cách khác là miễn phí vận chuyển đấy. Thêm vào đấy, ở trong lần tri ân đặc biệt này thì các bạn sẽ còn được tặng thêm một cái voucher giảm giá 10% cho những cái sản phẩm tiếp theo, cho những đơn hàng tiếp theo. Nếu như các bạn không dùng đến ấy, thì các bạn có thể dùng để tặng cho em của mình, cho bạn của mình nha. Đồng ý không? Rồi, năm nay ở nhà. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với buổi ngày hôm nay nhá. Như chị đã nói là chị muốn chia sẻ cùng với các bạn về một trong những cái bài văn tham khảo. Bởi vì là chị biết rằng là đối với các em ấy thì có lẽ là cái việc viết văn nghị luận văn học là cái câu mà khiến cho các bạn cảm thấy đau đầu nhất, thực sự luôn.
Có rất là nhiều bạn cảm thấy đau đầu vì học cái câu này, vì viết cái câu này. Và cũng không hiểu sao ấy, không hiểu sao mà các bạn lại lúc nào cũng cảm giác, chị thấy ấy, các em viết một cái bài văn nghị luận văn học ấy, giống như kiểu các bạn đang kiểu vật lộn ấy. Đôi bây giờ thì chị muốn là có thể đơn giản hóa cho các bạn nhá. Chị rất muốn là có thể đơn giản hóa cho các bạn. Và đơn giản hóa cho các bạn bằng cách đó chính là chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về những cái bài văn tham khảo, để từ đấy các bạn có thể đưa ra cho mình những cái lựa chọn tốt hơn trong việc viết những cái bài văn này. Đồng ý không nào? Nhá. Rồi, các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Ở đây thì chị thấy các bạn đưa ra rất là nhiều những cái gọi là gì nhỉ? Sự lựa chọn dành cho chị. Hầu như là tác phẩm nào các bạn cũng cảm thấy băn khoăn thì phải. Hầu như là tác phẩm nào các bạn cũng thấy băn khoăn thì phải. Bởi vì sao? Bởi vì chị thấy ở đây là mỗi bạn là đưa cho chị một cái bài khác nhau. Đấy, vấn đề là như thế. Mỗi bạn ở đây là đưa cho chị một cái bài khác nhau. Đồng ý không? Rồi. Rồi các bạn ơi. Nào để chị xem nào. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá nhở. Ok. Rồi. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Đề bài của chúng mình ngày hôm nay là: trong truyện ngắn Vợ Nhặt, nhà văn Kim Lân đã viết, mặt hắn có một vẻ gì phớn phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Từ những câu văn trên và hiểu biết của anh chị, hãy phân tích sự chuyển biến trong tâm trạng nhân vật anh cu chàng từ khi đón người vợ nhặt về nhà. Qua đó, hãy làm rõ tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân. Các bạn thân mến, chúng ta có thể thấy rằng đây là đề bài về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, đúng không ạ? Cái thứ nhất này, đây là dạng đề phân tích. Cái thứ hai, đây là dạng đề phân tích ở cái dạng nâng cao hơn một chút. Đó là sau khi các bạn làm rõ về vấn đề văn học xong, là các bạn sẽ phải làm rõ thêm một cái yêu cầu nữa kèm theo. Và yêu cầu ngày hôm nay kèm theo, đó chính là làm rõ tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân. Đồng ý không ạ? Hãy lưu ý giúp chị nhá. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta xác định được dạng đề rồi, chúng ta xác định được cái kiểu đề rồi, thì chúng ta cũng đồng thời phải xác định được vấn đề chính đề cập ở đây. Đó chính là diễn biến tâm trạng của nhân vật anh cu chàng ở trong ba chặng trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Đồng ý không? Nhá, trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Ok chưa ạ? Hãy lưu ý giúp chị là như thế. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu cái bài viết tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay. Như chị đã nói rồi, chị cũng chia sẻ chân thành với các bạn là bởi vì ở đây ấy có rất là nhiều những cái yêu cầu của các bạn đặt ra. Chị không thể nào trong một buổi phát trực tiếp có thể đáp ứng tất cả mọi cái yêu cầu của các bạn được. Thế nên là các bạn hết sức thông cảm cho chị nhá. Chị sẽ cố gắng đáp ứng cho các bạn nhiều, thật là nhiều những cái mà các bạn mong muốn hơn nữa. Thế nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là các em phải tôn trọng chị. Chứ không thể nào mà bây giờ ngày hôm nay chị hướng dẫn về một cái đề này, hay chị chia sẻ về một cái đề này, xong các bạn bảo là ui, đừng làm cái bài đó nữa, nhiều quá rồi, các kiểu. Biết thế nào là nhiều hay ít đúng không? Chúng mình chẳng bao giờ biết được thế nào là đủ cả. Đặc biệt là đối với cái sự học mênh mông như thế này. Nên chị hy vọng là các em sẽ vào xem phần phát trực tiếp của chị trong một cái thái độ là tôn trọng chị này, tôn trọng mọi người này, và chúng mình với cái tinh thần học hỏi là chính. Còn nếu như các bạn cảm thấy là cái bài đấy chúng mình học nhiều quá rồi, thì thôi không sao, chúng mình có thể âm thầm rời khỏi phần phát trực tiếp này mà, được không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Nào, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nha. Đó là đề bài của ngày hôm nay nhá. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Có một cái bài văn tham khảo cho các bạn như thế này. Nếu nhà văn Nguyễn Công Hoan quan niệm đời là mảnh ghép của nghịch cảnh, Thạch Lam cho rằng đời là mảnh vải có lỗ thủng, có những vết ố nhưng vẫn nguyên vẹn, thì đến với Kim Lân, qua tác phẩm Vợ Nhặt, ta lại có thêm một định nghĩa về đời. Đời là những kiếp người bị cái đói xô đẩy đến bước đường cùng, nhưng vẫn lấp lánh tình người, vẫn lóe lên niềm tin về sự sống. Và qua Thiên Truyện, nhà văn Kim Lân đã thực sự trở thành một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy.
Chỉ với một chuyện ngắn, ông không chỉ lột tả được cái nghèo cái đói đến cùng cực, mà còn phát hiện phẩm chất cao đẹp, khát vọng hạnh phúc mãnh liệt của con người trong nạn đói. Đặc biệt nhất là thông qua diễn biến tâm trạng và hành động của anh cu chàng từ khi đón người về, vợ nhặt về nhà. Được không ạ? Đây là cái ý số 1 để nêu ra vấn đề. Rõ ràng là ở trên cái vấn đề này yêu cầu là phân tích sự chuyển biến trong tâm trạng của nhân vật anh cu chàng từ khi đón người vợ nhặt về nhà. Và ở đây thì chị đã làm rõ được cái phần đấy nhá. Chị đã làm rõ được cái phần đấy ở đây rồi. Các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị nha. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với cái luận điểm số 1, tác giả tác phẩm nhá, như thế này. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Kim Lân được biết đến là cây bút chuyên viết truyện ngắn. Ông viết rất hay về cái thú phong lưu đồng ruộng. Vợ nhặt là một trong những truyện ngắn được viết vào năm 1954, là đứa con tinh thần khẳng định tên tuổi của ông trên văn đàn Việt Nam. Truyện được rút ra trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962. Câu chuyện này thấm đẫm tinh thần nhân đạo khi phản ánh cuộc đời nghèo khổ cơ cực và khát vọng hạnh phúc của người nông dân trong nạn đói năm 1945. Đồng ý chưa ạ? Rất là đơn giản. Ngoài ra ấy, nếu như các bạn muốn viết cái phần này nhiều hơn một chút xíu, thì các em có thể nói một chút về tiền thân của truyện ngắn này là tiểu thuyết Xóm ngụ cư. Được viết vào gì ạ? À, được viết vào năm 1945, trong những cái ngày đầu cách mạng tháng 8 thành công. Thế nhưng sau đó đã bị thất lạc bản thảo. Đấy, thì các bạn sẽ nói thêm một chút về phần đấy nhá. Đồng ý không ạ? Thì đây là cái luận điểm số 1 của chúng mình mà các bạn cần phải ghi nhớ này, ở trong phần thân bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu đến với luận điểm số 2 nhá. Các bạn đều biết rằng là gì ạ? Khi mà đến với cái luận điểm số 2 phân tích để làm rõ về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật, thì chúng mình luôn luôn phải bám sát vào vấn đề cần nghị luận. Vấn đề cần nghị luận ngày hôm nay là diễn biến tâm trạng của một nhân vật, đúng không? Thế nên chị muốn các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị rằng là bởi vì là gì ạ? À, bởi vì là cái yêu cầu của chúng ta là phân tích về một nhân vật. Thế nên là các bạn sẽ phải làm rõ cho chị thứ nhất là khái quát về lai lịch, về ngoại hình của nhân vật này. Đương nhiên sẽ chỉ là khái quát thôi nhá. Đương nhiên sẽ chỉ là khái quát thôi. Chứ các bạn đừng có lan man viết quá nhiều về phần đó. Cái phần quan trọng của chúng mình là nói về những cái sự thay đổi trong diễn biến tâm trạng cơ. Thế nên chị muốn các bạn phải lưu ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ phải lưu ý giúp cho chị nhá. Đồng ý không nào? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng để xem là giới thiệu ngắn gọn về anh cu chàng thì như thế nào. Hãy lưu ý rằng là cái phần nói về anh cu chàng này ấy, không nhất thiết là các bạn chỉ dùng cho đề này, mà đối với những cái đề khác hỏi về nhân vật này thì chúng mình cũng cần phải lưu ý là có thêm một cái đoạn để nói giới thiệu qua về nhân vật anh cu chàng nhá. Chị đã hướng dẫn các em rồi mà, đúng không? Rồi, như sau các bạn ơi. Anh cu chàng là nhân vật chính trong truyện, là một người dân ngụ cư, tầng lớp thấp nhất trong xã hội lúc bấy giờ. Anh sống quạnh hiu với người mẹ già trong căn nhà tồi tàn, sống bằng nghề kéo xe thuê. Hơn nữa, anh còn là sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa, là người xấu xí và thô kệch. Cái nghèo cái xấu giống như một lời khẳng định đinh ninh rằng anh sẽ ế vợ. Nhưng bên trong người đàn ông ấy là những phẩm chất rất đáng trân quý. Hòa đồng với bọn trẻ trong xóm, nhân từ, trượng nghĩa và sẵn sàng đãi thị 4 bát bánh đúc, cứ mang thị giữa những ngày đói khủng khiếp, có trách nhiệm với gia đình, có khát vọng về hạnh phúc và tương lai tươi sáng. Đồng ý không ạ? Lưu ý giúp cho chị nhá, ngắn gọn như vậy thôi, được không nào? Và bây giờ thì sẽ nói luôn về cái diễn biến tâm trạng của nhân vật anh cu chàng nhá. Chúng mình sẽ nói luôn về cái diễn biến tâm trạng của nhân vật anh cu chàng. Trong những ngày đói đến cùng cực năm 1945, anh cu chàng lại nhặt được vợ. Đây là một chuyện từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra. Và trên đường dẫn thị về nhà, chàng đã thể hiện mình là một người có khát vọng hạnh phúc hơn ai hết. Gặp thị chỉ 2 lần trong cái đói khủng khiếp đang tràn về, chàng không chỉ hào phóng đãi thị 4 bát bánh đúc mà còn dắt thị về làm vợ. Một quyết định lớn trong cuộc đời của anh. Ban đầu, đó chỉ là một cái tặc lưỡi liều lĩnh, nhưng thực chất, đó là khát vọng hạnh phúc đang âm ỉ thôi thúc anh làm thế. Bởi chàng rất muốn có hạnh phúc, điều này còn thể hiện rõ hơn trên đường về nhà. Hôm nay,
chàng có cái gì lạ lắm. Mặt của hắn có vẻ gì phớn phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Nếu như những ngày qua chàng chỉ cười ngờ nghệch, cười ha hả, thì hôm nay ta lại thấy một nụ cười hoàn toàn khác. Đó là tủm tỉm cười. Cái cười của hạnh phúc, cười của vui mừng. Vì hôm nay anh ấy đã lấy được vợ. Sự thay đổi về nụ cười chính là một trong những sự thay đổi rõ rệt nhất. Bởi từ bây giờ, anh ý thức được rằng mình không còn là con trẻ. Anh phải có trách nhiệm nhiều hơn. Và đó cũng chính là dấu hiệu hạnh phúc đầu tiên của anh. Hạnh phúc đến thật bất ngờ. Bất ngờ đến mức anh quên đi cái đen tối trước mắt. No hay đói, sống hay chết đều là câu chuyện của những ngày sau. Điều quan trọng nhất bây giờ của chàng là tận hưởng hạnh phúc. Khi có vợ rồi, người đàn ông ngờ nghịch ấy cũng trở nên chu đáo và tâm lý hơn. Khi anh đã dẫn thị vào chợ đánh một bữa no nê, mua cho thị vài thứ đồ con trong những ngày đầu về nhà chồng. Và hôm nay, chàng cho phép mình một lần được coi thường đồng tiền để mua hai hào dầu thắp lên cho sáng. Sáng cái nhà tồi tàn, sáng cả tương lai của hai vợ chồng. Qua từng hành động, từng suy nghĩ, chàng đều thể hiện khao khát hạnh phúc vô cùng mãnh liệt. Các bạn ơi, hãy lưu ý giúp chị nhé. Đây là cái phân đoạn mà anh cu chàng dẫn trên đường dẫn thị về nhà. Lưu ý giúp chị là như thế. Được không ạ? Trên cái gì ạ? Phân đoạn dẫn thị về nhà, chúng ta đã thấy có một cái sự đổi khác, một cái sự thay đổi trong chính nhân vật này. Nó hôm nay thì không còn là một cái anh cu chàng lầm lũi nữa, mà chúng ta thấy được hình ảnh của một người đàn ông mà hiện lên trên khuôn mặt là một cái gì đó rất là hạnh phúc. Đúng không? Nhá, hiện lên trên khuôn mặt là một cái gì đó rất là hạnh phúc. Và bởi vì là tình yêu đang chạm đến trái tim của người đàn ông thô kệch này. Và tình yêu có sức mạnh diệu kỳ đến mức xoa dịu trong trái tim của người ta những cái gì ngô nghê và thô kệch. Thế nên là chúng ta có thể cảm nhận được từ nhân vật này cái sự thay đổi. Đến bây giờ thì dường như chàng quên đi tất cả những cái thứ gì mà người ta gọi là nghèo đói ở trước mắt. Bây giờ thì chỉ nghĩ đến tương lai ở phía trước của mình và người vợ nhặt thôi. Cho đến khi về đến nhà, cho đến khi mà chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống khó khăn nó bắt đầu hiện hữu và lôi anh này trở lại cuộc sống thực tại, thì anh cu chàng đã có cái diễn biến trong tâm lý và hành động như thế nào. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Từ khi có vợ, chàng cũng trở nên có trách nhiệm và có niềm tin vào tương lai nhiều hơn. Khi người vợ nhặt đứng trước căn nhà tồi tàn của mình, chàng từ một người vô tư bỗng nhiên cảm thấy thật xấu hổ và e thẹn. Điều đó xuất phát từ trách nhiệm của một người chồng, người trụ cột của gia đình. Sự lúng túng của chàng đã cho thấy anh đã ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Để rồi, trong giây phút hồi hộp, khi người mẹ nghèo chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người, chàng đã rất hạnh phúc. Anh thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Trước đó, chúng ta cũng có thể thấy được sự bối rối của nhân vật này khi đợi mẹ của mình về nhà rồi cứ chạy ra lại nhìn vào trong nhà, tự thắc mắc những câu hỏi rằng tại sao người đàn bà đang ngồi ở trên giường của anh kia lại buồn thế nhỉ? Anh đã có những băn khoăn trước đây mà anh cu chàng chưa từng có. Và chính những điều này đã khiến cho anh trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn, một người đàn ông đúng nghĩa. Buổi sáng hôm sau, buổi sáng đầu tiên khi có vợ, chàng cảm thấy cảm động, thấm thía trước cảnh đầm ấm của gia đình khi thấy mẹ và vợ thu dọn nhà cửa sân vườn. Ngôi nhà sạch sẽ, quang quẻ, đống rác mùn trong sân đã được hót gọn. Quần áo vắt khươm mươi niên cũng đã được hong khô ráo. Hai cái ang khô bây giờ thì nước đầy ăm ắp. Đó là hình ảnh của sự sống, của cái sinh khí mới mẻ mà lần đầu tiên chàng mới cảm nhận được. Không khí ấy khiến cho chàng thấy mình dường như trưởng thành với ý thức sâu sắc về tình cảm và trách nhiệm. Bỗng dưng, hắn thấy yêu thương gắn bó lạ lùng với cái tổ ấm, nơi hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái. Bây giờ, hắn thấy hắn nên người, hắn thấy hắn phải có bổn phận lo lắng cho vợ con sau này. Thậm chí không dừng lại ở cảm giác vui sướng, mà chàng ngay lập tức đã biến nó thành hành động.
Hắn chạy xăm xăm ra giữa sân. Hắn muốn làm một việc gì đó để dự tu sửa lại căn nhà. Đó là một sức sống mới đã được khơi dậy ở một người đàn ông đứng bên bờ vực của cái chết. Chuyển biến lớn nhất của chàng từ khi gặp người vợ Nhật là anh cảm thấy tiếc rẻ vẩn vơ khi nghe vợ của mình kể về đoàn người đi phá kho thóc của Nhật. Và ở chi tiết cuối của chuyện, ngay khi đang cố nuốt miếng cháo đắng chát vào miệng, thì hình ảnh lá cờ đỏ bay phấp phới trong tâm trí chàng lại hiện ra. Rồi đây, có thể chàng, gia đình chàng sẽ tìm đến cách mạng, đi tới một tương lai tươi sáng hơn. Được không ạ? Đấy là về phần nói về diễn biến tâm lý của nhân vật anh cu chàng nhé. Khắc họa thành công nhân vật chàng nghèo khổ xấu xí mà vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp, một khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc mãnh liệt. Kim Lân xứng đáng là kẻ nâng giấc cho những người cùng đường tuyệt lộ. Dù họ có khó khăn ra sao, khốn khổ thế nào thì Kim Lân vẫn tìm được và phản ánh cảm động những hạt ngọc ẩn giấu sâu trong tâm hồn của mỗi nhân vật. Miêu tả anh cu chàng thô kệch xấu xí, nhà văn không có ý coi thường anh, mà ngược lại ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng luôn giữ cho mình một trái tim phát sáng. Càng nghèo khổ thì họ càng lạc quan, càng tin tưởng vào tương lai, càng mơ ước vào hạnh phúc. Đó là vẻ đẹp đáng quý nhất được thể hiện trong những trang văn của Kim Lân. Thông qua đó, nhà văn cũng tố cáo thực dân Pháp, phát xít Nhật, những kẻ bất lương đã đẩy nhân dân ta vào hoàn cảnh khốn cùng. Khép lại chuyện ngắn vợ Nhật của nhà văn Kim Lân, ta vẫn còn bồi hồi, vui mừng cho những chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của chàng từ khi có vợ. Ta có thể tin rằng, rồi đây, vợ chồng họ sẽ sống tốt hơn nhờ vào giác ngộ cách mạng. Họ sẽ trở thành những cán bộ cách mạng ưu tú góp phần vào thắng lợi của dân tộc. Qua đó mới thấy hạnh phúc thực sự diệu kỳ. Dù là thời nào cũng vậy, ai cũng có khao khát hạnh phúc, và hạnh phúc đem đến cuộc sống của ta những điều mới mẻ lạ thường. Các bạn thân mến, đây là cái bài viết tham khảo mà trong buổi chiều tối ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Chị nghĩ là điều quan trọng ấy, cái điều quan trọng nhất là sau mỗi cái bài viết tham khảo như thế này, các bạn sẽ có thêm cho mình cái cách ý tưởng này, hướng đi này. Và các bạn cũng biết được là đối với cái dạng đề phân tích thì chúng mình nên xử lý như thế nào. Đấy là cái điều mà chị mong mỏi. Chị không mong mỏi là các bạn sẽ có một cái bài viết y chang như vậy. Chị mong là từ những cái mà chị cung cấp cho các em thì các em sẽ sáng tạo để viết được những cái bài viết hay hơn nữa. Và điều quan trọng nhất là khi mà các bạn gặp một cái đề nghị luận văn học ấy, các bạn sẽ không bị dối, các bạn sẽ không bị bí, mà các em có thể lao vào viết luôn. Tức là bản thân các bạn viết cái bài viết đó trong một cái tâm lý cực kỳ là thoải mái. Đấy mới là cái điều mà chị mong muốn cuối cùng. Các em viết văn trong sự thoải mái và các bạn cảm thấy thỏa mãn vì cái bài viết mà các bạn đã viết ra. Đấy mới là cái điều mà chị hướng đến. Được không ạ? Thế nên là chị rất là hy vọng rằng là với phần phát trực tiếp trong ngày 30 tháng 4 ngày hôm nay thì cũng đã giúp ích thêm cho các bạn của Học Văn Chị Hiên, sẽ có thêm cái động lực để yêu môn học này hơn này. Và từ cái động lực đó thì các bạn cũng sẽ học môn học này tốt hơn. Đồng ý không? Nhá. Chị cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị. Các bạn ơi, sao ạ? Các bạn có ở đấy không? Các bạn có ở đấy không ạ? Các bạn có ở đấy không? Nào, các bạn có ở đấy không nhở? À, chị cũng nói luôn với các em nhá. Đấy là ngày hôm nay và ngày mai sẽ là ngày mà chúng mình được free ship, tức là miễn phí vận chuyển đấy. Thế nên các bạn hãy lưu ý giúp cho chị cái vấn đề này nhá. Nhá, các bạn, em ơi, không hề ngắn đâu Đỗ Nam ạ. Chị nghĩ là em viết ra cái bài này chắc nó cũng phải rơi vào một tờ giấy thi rồi, thậm chí là hơn. Thì như chị đã nói ấy, là em gì nhở, là em có thể phát triển thêm mà. Chứ chị không nói là em cần thiết phải gì ạ. Đây chỉ là bài tham khảo thôi. Lưu ý giúp cho chị là như vậy. Các bạn thân mến, ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4, là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không hiểu sao nhưng trong những ngày này, nghe được một cái bức thư ở trên VTV ấy, bức thư gửi những người đang sống ấy, bản thân chị cảm thấy có những cái cảm giác rất là hồi hộp. Và đó cũng là cái cảm giác hào hùng khi được sống lại những năm tháng trước nữa. Thế nên trước khi kết thúc phần phát trực tiếp ngày hôm nay, chị muốn dành tặng cho các bạn một bài thơ mà chị cực kỳ yêu thích và cực kỳ trân trọng của nhà thơ Lê Anh Xuân. Bài thơ này được mang tên là Dáng Đứng Việt Nam.
Các bạn cùng nghe nhé. Anh ngã xuống đường bay Tân Sơn Nhất, nhưng anh gượng đứng lên, tì súng trên xác trực thăng. Và anh chết trong khi đang đứng bắn, máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng. Chợt thấy anh giặc hốt hoảng xin hàng, có thằng sụp xuống chân anh tránh đạn. Bởi anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm, vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công. Anh tên gì hỡi anh yêu quý? Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng, như đôi dép dưới chân anh dẫm lên bao xác Mỹ mà vẫn một màu bình dị sáng trong. Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc lên đường, chỉ để lại cái dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Anh là người chiến sĩ giải phóng quân. Tên anh đã thành tên đất nước. Ôi anh giải phóng quân, từ dáng đứng của anh giữa đường bay Tân Sơn Nhất, Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Các bạn ơi, các bạn có biết bài thơ này không ạ? Đây là bài thơ Dáng đứng Việt Nam của tác giả Lê Anh Xuân. Chúng ta cảm nhận được ở trong đó là tinh thần, là dáng đứng, là niềm tự hào của đất nước và con người Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu năm kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ trường kỳ gian khổ để có được nền độc lập như chúng ta đang có bây giờ. Thế nên thông điệp cuối cùng muốn gửi đến các bạn trong ngày hôm nay đó chính là bức thư của người, bức thư của thế hệ cha ông, cha anh để lại cho thế hệ những người đang sống chúng ta bây giờ. Đó là niềm tin vào việc chúng ta sẽ gìn giữ nền hòa bình độc lập này và không ngừng làm những điều tốt đẹp để có thể dựng xây đất nước Việt Nam rạng danh và sánh vai với các cường quốc năm châu, đúng không ạ? Thế nên là chị cũng mong là các em sẽ nhận thức cái điều này ngay từ những việc nhỏ các bạn làm. Đó chính là nỗ lực trong học tập, nỗ lực trong cuộc sống. Bởi vì đó là những cái hành động dẫu rằng nhỏ thôi nhưng cũng sẽ góp phần xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn. Và đó là cái thông điệp cuối cùng ngày hôm nay chị muốn gửi đến các bạn trong ngày nghỉ đặc biệt như thế này. Chị hy vọng rằng là sẽ được gặp các bạn ở trong phần phát trực tiếp tới nhé. Còn bây giờ thì chúng mình phải gửi lời chia tay đến nhau thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần phát trực tiếp tiếp theo của chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.